Chào mừng các bạn đến với khu du tích Tây Sơn Thượng Đạo tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Đang xây dựng lại cái toàn bộ khu di tích, đây là cổng, khu vực cổng, cổng vào. Hai bên là có hai tượng rất là bự, rất là lớn. Đây là bên phải, bên trái, nhìn ba một lượt. Xế con đi vô trong. Nắm tay bạn này. Quay phim được. Đang quay phim này. Đây là nhà bảo tàng Tây Sơn. Rồi, đi vô thăm khu cổ ra. Để ra không có đụng thôi nha. Thank you.
Thì đó là những người đã hiện lên và đó là một cái sự tích. Rồi người ta tôn trọng, người ta chụp được cái cảnh đó là người ta được. Có chưa, lúc đó có rồi chưa?